Năm 2020, Trung Quốc đi đêm với ISIS và tự đặt tên là Genesis. Chúng lấn chiếm quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Trong khi cả thế giới đang lo sợ, run rẩy và chỉ biết hèn với giặc, ác với dân, thì có duy nhất một bộ tộc da đỏ Kim Đan dám đứng lên chống lại lũ ác bá, đấu tranh cho công lý. Anh Đan ơi, chắc mình đi lạc rồi đó. Anh Kim, đừng lo, mình đi hướng này nè. Niệm Kim Đan, lấy lại cảm giác quê nhà, trả góp không tiền lời, độc quyền tại Direct, mang hạnh phúc đến mọi nhà. Kim Đan! Kim Đan!